trong sương sương tiếng thu âm trầm hơn mai thuyền hôn không bến mọi người ta đến nằm mồ trắng mơ bao mùa quặn vắng bên đường tưởng người thương nữ là ngồi xe xa ngục đầu trong xa tiếng thương tiếng chấm mê ngọc
Samy thì chẳng thấy đâu hết, không cần phải gọi Samy, mà lát anh Thiện lại tiếp tục hát tiếp cho chúng ta nghe. Thành ra chúng ta nên vỗ tay một lần nữa, tại vì nếu không thân ạ sẽ bị mang tiếng là thiên vị chỉ có vỗ tay cho phái nữ thôi. Xin một tràng pháo tay luôn cho anh Thiện. Bài này cũng khó, kinh khủng, vừa dài vừa khó. Những người gọi là tiếp tư như thế này thì nghệ sĩ mới nổi hứng sáng tác được, đúng không? Nếu biết ai khác không ai hát thì không thể được. Cảm ơn anh Thiện một lần nữa. Anh đừng có gợi hứng khán giả, tác giả quá. Không có anh viết càng ngày càng khó thì khổ chúng em lắm.